Hải ơi, cô Hải. À, chị gọi tôi hả? Có phải là cô Hải không? Là sản phụ năm xưa mà sinh trong nhà thương Sài Gòn vì bệnh trầm cảm. Hôm nay cô khỏe không? Trầm cảm? Tôi không bị trầm cảm gì hết. Chồng cô nói cô bị trầm cảm nên bị mất con đó. Mất con? Mình... Mình à, con gái của mình nè, nó bụ bẫm xinh xắn lắm. Con gái mình. Cẩn thận nghe. Rồi. Mình thấy sao? Con gái của mình, con gái của mình xinh quá. Em à, em định đặt tên con là gì? Ngọc Hân. Ngọc Hân nha mình. Tên đẹp đó em. Ngọc Hân có chữ cái đầu giống tên của em. Nè. Tôi đúng là Hải, nhưng tôi không mất đứa con nào hết. Xin lỗi. Có phải chị là bác sĩ ngày xưa đỡ đẻ cho tôi không? Đúng rồi. Tôi còn nhớ rất rõ. Cô đã bị bệnh trầm cảm trong lúc mang thai, dẫn đến đứa bé chết lưu trong bụng vài ngày trước khi nó chào đời. Điều này tôi có nói với anh nhà rồi mà. Con tôi sao rồi bác sĩ? Chúng tôi chỉ cứu được mẹ chứ không cứu được con. Bác sĩ nói sao? Con tôi bị cái gì? Cháu bé đã qua đời rồi. Không phải. Bác sĩ ơi, không phải đâu. Làm gì có chuyện đó, bác sĩ nói dối rồi. Bác sĩ ơi, bác sĩ coi lại giùm tôi đi. Có thể là bác sĩ nhầm lẫn. Con tôi đang khỏe mạnh bình thường mà. Thưa bác sĩ. Có lẽ là trước ngày sanh, cô ấy đã bị sự cố. Sự cố? Sự cố gì chứ? Có thể là chị ấy đã bị dấp té hoặc là một cú sốc tâm lý nào đó. Xin chia buồn cùng anh nhé. Ca của cô tôi không thể nào quên được. Rõ ràng là đứa bé đã chết khi tôi mang nó ra mà. Nhưng sau đó thì tôi lại thấy cô ẵm trên tay một đứa bé khác. Điều này tôi không thể nào hiểu được. Khi đó thì cũng có một sản phụ tên là Lê đột ngột chết con vào đúng cái ngày mà cô mổ lấy thai ra. Có phải cô Lê là... Đúng, cô ấy là em dâu của cô đó. Có người chồng tên là Ba Hạp. Chính tôi là người đỡ đẻ cho cô Lê cách cô vài giờ. Xin lỗi, mình đi anh. Còn Hân là con của ai? Anh trả lời em đi. Hải à, anh nữa. Anh làm ơn đừng giấu giếm em nữa. Cuộc đời em đã quá khổ sở rồi. Anh làm ơn, anh được biến em trở thành con rối của anh nữa được không? Thôi được rồi, anh sẽ nói sự thật cho em biết, tất cả sự thật. Nhưng mà Hải à, em bình tĩnh lại em đi. Em không thể nào bình tĩnh ngay lúc này được. Hải, trả lời em đi. Được rồi, được rồi. Cái ngày hôm đó, khi bác sĩ báo tin rằng con của chúng ta đã mất. Cậu có phải là cậu Thức không? Tôi không phải tên Thức. Cô nhìn làm ai rồi? Rõ ràng là cậu Thức mà. Vợ cậu sanh ở đây hả? Vợ Ba Hạp cũng sanh ở đây nè. Ba Hạp là ai tôi không hề biết. Cậu này nói chuyện vui quá à. Ba Hạp em cậu đó. Vợ ổng sanh ở đây. Nhưng mà sanh xong có vẻ yếu à. Không biết có qua khỏi không nữa. Không khéo lại gà trống nuôi con nữa. Đứa nhỏ dễ thương hết sức vậy á. Vậy hả?
Mà tôi đã nói rồi, cái cô này kỳ ghê á. Tôi không hề biết Ba Hạp là ai hết, tự dưng tới kiếm chuyện với tôi à. Rõ ràng là cậu thích người ta. Vợ Ba Hạp mới sanh, anh rất bối rối, anh không biết làm gì cả. Anh sợ rằng nếu như anh nói ra sự thật cho em biết, em sẽ không vượt qua được. Cho nên anh đã... Nên anh mới lấy con của chú Ba Thế vào đúng không? Tại sao vậy? Anh ác với con Hân lắm. Anh ác với chú Ba lắm, anh có biết không? Bởi vì anh thương em. Hai à, em không biết rằng anh tôn thờ em, anh yêu em đến mức nào đâu. Với lại, em bình tĩnh lại đi. Em không thấy con Hân nó sống với chúng ta nó không tốt hơn sao? Nó có điều kiện lớn lên trong môi trường tốt. Chứ nếu bây giờ để nó sống với chú Ba thì liệu cuộc sống của nó có đầy đủ như bây giờ không? Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn anh thương nó giống như là con ruột của anh vậy. Em không thấy sao? Hải à, chú Ba đã đối xử với anh như vậy, hy sinh vì anh như vậy, mà anh nỡ lòng nào đối xử với chú Ba lạnh nhạt. Trời ơi, em nghĩ tới chú Ba anh đau lòng quá. Tại sao chú Ba lại khổ sở đến như vậy? Trời ơi, thank you.